Anh em có nhớ cái video xếp hạng Pokemon Á Thần của tôi không? Cái video mà tôi đã xếp con Gudra xuống cuối cùng ấy. Bây giờ thì khác rồi anh em ạ. Well, chính ra là cũng không khác như anh em tưởng. Con rồng sen đấy vẫn xếp cuối cùng. Nhưng mà chúng ta đã có thêm một con rồng sen mới từ Pokemon Legend Arceus, mà từ khi được hé lộ nó đã cho thấy tiềm năng rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem nhé. Ở vùng Hisui, loài Siligu và Gudra từ sen chân nay đã có thêm cái vỏ ốc bằng kim loại. Điều đấy khá dễ hiểu là chúng nó sẽ chậm hơn và trâu hơn. Pokemon này rất là ghét sự cô độc và cực kỳ đeo bám. Chúng nó sẽ tức giận và ăn vạ nếu như những người yêu quý bỏ rơi chúng. Loài Gudra ở vùng Hisui mang song hệ là rồng và thép. Đây là song hệ mà từ trước đến giờ chỉ tồn tại ở Pokemon huyền thoại Dialga. Và tất nhiên rồi, nghe đến cái combo này là đã thấy khủng. Nó chỉ có hai điểm yếu là đất và giác đấu. Khá không may, đây là hai hệ công kích phổ biến nhất, nhưng cũng coi như là một chút để đổi lại một khả năng khá siêu việt đến 9 hệ là thường, bay, đá, bọ, thép, nước, điện, siêu linh và kháng cực mạnh hệ cỏ, đồng thời miễn nhiễm luôn hệ độc là 10. Điều tuyệt vời hơn nữa là Gudra có thể lực đủ tốt để tận dụng khả năng kháng này. Chỉ số của Á Thần cơ mà. 150 thủ đặc biệt cơ bản là một con số khủng khiếp, chỉ dưới có 5 Pokemon mà thôi. Bên cạnh đó, thủ vật lý cơ bản của nó cũng được tăng thêm 30 điểm so với con Gudra ở Kalos. Đây là đổi từ 10 điểm sinh lực và 20 điểm tốc độ sang. Thực sự là một cuộc trao đổi có lãi đấy chứ, bởi vì tốc độ 80 cũng không ăn thua gì mấy. Và một con Pokemon chuyên thủ thì giảm thế chứ giảm nữa cũng không thấm vào đâu. Đặc tính của Hisuian Gudra là gì? Nó giữ hai đặc tính cũ của Gudra là Subshipper và Gui. Còn Hydration đã được thay thế bằng Overcoat. Overcoat có tác dụng thế nào? Nó giúp cho Gudra miễn nhiễm sát thương từ bão cát, mưa đá, đồng thời bảo vệ khỏi những chiêu thức bào tử như là Sleep Powder và Spore, hai cái cách hiệu quả nhất để gây ngủ vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì Gudra nó vốn là hệ thép, mà hệ thép thì không bị ảnh hưởng gì bởi bão cát rồi. Mưa đá thì không thực sự phổ biến đến mức đấy. Miễn nhiễm được các loại bào tử thì tại sao không dùng luôn Subshipper cho nó lành? Bởi vì ngoài chiêu Rush Powder và Poison Powder, tất cả các chiêu bào tử còn lại đều là chiêu hệ cỏ. Vậy là nhờ có cái đặc tính này mà khả năng miễn nhiễm của Hisuian Gudra đã tăng từ 1 lên thành 2 hệ. Trong đó bao gồm những chiêu rất khó chịu của hệ cỏ như là Lick Seed và Strength Sap. Đã thế Subshipper còn tăng công vật lý cho nó mỗi khi bẫy được một chiêu hệ cỏ nữa. Thế là lãi hơn rất nhiều so với những gì mà Overcoat đem lại. Miễn nhiễm được cả Lick Seed và cả độc thì bây giờ hầu như không còn cách nào để mấy ông cù nhây được với nó nữa rồi, mà chỉ có đấu tay bo thôi. Và cái con này nó lại còn có một chiêu thức độc quyền là Shelter để tăng hai cái thủ của nó. Mô tả trong game thì là tăng những chỉ số phòng thủ là số nhiều và còn tăng cả khả năng né tránh nữa. Tuy nhiên thì tôi không nghĩ tác dụng này sẽ được bê nguyên vào dòng game chính, bởi vì như thế sẽ bị quá mạnh ấy và nó sẽ có khả năng bị cấm ngay tại vòng gửi xe. Hầu như những cái chiêu nào mà tăng né tránh thì toàn như thế cả. Chiêu này nếu tăng mỗi loại thủ lên 2 bậc thì nó quá mạnh, còn nếu mà tăng mỗi loại lên 1 bậc thì nó cũng chỉ như cái Cosmic Power. Nhưng mà chiêu này nó sẽ có ít PP hơn Cosmic Power, nên tôi nghĩ là cái khả năng né tránh nó sẽ được thay bằng một cái khả năng khác, hoặc là có thể nó tăng 2 bậc cho thủ vật lý và 1 bậc cho thủ đặc biệt. Nãy giờ chỉ toàn nói về phòng thủ, thế còn khả năng công kích của Hisuian Gudra thì sao? Cái con này có hai chỉ số tấn công cơ bản đồng đều và cũng khá là ok. Hệ rồng vốn đã là một hệ tấn công ít bị kháng rồi, giờ thêm chiêu hệ thép vào thì có thể xử lý được hệ tiên, thì song hệ này chỉ còn gặp rắc rối với hệ thép mà thôi. Và con Gudra có thể học được một đống TM hệ lửa để xử lý cái bọn này. Dĩ nhiên như chúng ta đã biết thì hệ rồng và thép cũng không khắc chế được nhiều hệ, chỉ đa số là sát thương bình thường. Nhưng mà xét cho cùng thì ngay từ đầu chúng ta đã không mong đợi đây là một Pokemon công kích, cho nên khả năng tấn công bình thường này đã là trên cả kỳ vọng rồi. Bộ chiêu thức của Hisuian Gudra thì ngoài chiêu Shelter mới được bổ sung ra, nếu vẫn giữ nguyên như Gudra gốc thì cũng chỉ toàn là chiêu tấn công chứ không có cái gì phục vụ phòng thủ nhiều lắm. Nhất là cái khả năng phục hồi của nó chỉ có chiêu Rest. Con Gudra gốc của vùng Kalos có đặc tính là Hydration thì có thể combo với chiêu này, chứ còn Gudra của vùng Hisui thì khó. Nó có thể sẽ chơi một set, spam chiêu Shelter vài lần, bật Rest lên và cầm theo Chester Berry cũng khá ổn. Hoặc là cầm tặng cái Leftover thôi, cũng không tối ưu lắm bởi vì Knock Off ở khắp mọi nơi mà. Nhưng mà cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn đâu.
Bởi vì vốn cái con này nó đã trâu lắm rồi ý, cho nên việc không có chưa phục hồi có lẽ là cố ý để cho nó đỡ bá thôi. À đấy, con này nó còn có cả body press nữa đây này. Gồng thủ lên xong dùng chiêu này cũng cân được khá khá đấy. Và vừa rồi là cơ bản những gì mà tôi có thể sơ lược về em Gudra mới của vùng Hisui bằng những thông tin mà hiện tại chúng ta có. Bộ chiêu thức đầy đủ của em này thì phải để khi nào xuất hiện trong game chính đã, cơ mà chưa gì đã thấy nó đáng gờm rồi. Anh em thấy bé ốc sên của chúng ta như thế nào? Hãy chia sẻ trong phần comment nhé. Ban đầu tôi định làm video tổng hợp tất cả Pokemon đấy, nhưng mà nói một con nó đã như thế này rồi thì nói hết chắc là edit đến mùa hè mới xong, cho nên tôi quyết định làm lần lượt ra những cái video ngắn ngắn thôi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ video này. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nhé. Peace.